Kính chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý thính giả, Tuyên ngôn độc lập của Mỹ và Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp là hai bản tuyên ngôn nổi tiếng của nhân loại. Đó là văn kiện pháp lý thấm nhuần tư tưởng tiến bộ của thời đại, nêu cao nguyên tắc bình đẳng, dân chủ và các quyền cơ bản của con người, của dân tộc, trân trọng những giá trị cao cả ấy trong một thời đại mới và một cuộc cách mạng mới. Hồ Chí Minh đã tiếp thu, kế thừa và hơn nữa phát triển các giá trị ấy ở hai nội dung cơ bản là quyền con người, quyền dân tộc và nguyên tắc chủ quyền nhân dân. Trong chuyên mục hôm nay, tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết Tuyên ngôn độc lập, sự kế thừa, phát triển những giá trị tư tưởng tiến bộ của thời đại. Bài viết được đăng trên trang tuyên giáo.vn Thưa quý vị, hiện nay, tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ năm 1776 và tuyên ngôn dân quyền và dân quyền năm 1789 được ra đời từ sau cuộc đấu tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và cuộc đại cách mạng tư sản Pháp. Trên cơ sở kế thừa những tư tưởng tiến bộ thời kỳ khai sáng, hai bản tuyên ngôn là những lời khẳng định đầy sức thuyết phục về quyền con người, quyền dân tộc, về nguyên tắc chủ quyền nhân dân trong cuộc đấu tranh chống lại chế độ phong kiến chuyên chế hướng con người vươn tới các giá trị dân chủ, giá trị nhân văn cao cả về tự do, bình đẳng, bác ái. Các bản tuyên ngôn khẳng định những quyền con người cơ bản nhất đó là quyền sống, quyền tự do, quyền bình đẳng, quyền tư hữu tài sản. Đó là quyền tự nhiên, không thể chuyển nhượng và bất khả xâm phạm của mỗi con người, trong bản tuyên ngôn độc lập nước mỹ tác giả thomas jefferson khẳng định các nước thuộc địa phải có quyền là quốc gia tự do và độc lập và từ việc xóa bỏ quyền thống trị của thực dân anh cuộc đấu tranh vì nền độc lập của các bang thuộc địa ở bắc mỹ cũng nhằm tới tranh đấu cho các quyền tự nhiên của riêng mọi con người với những giá trị to lớn như vậy hai bản tuyên ngôn đánh mốc dấu son trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và giải phóng con người đó là bản tuyên ngôn mang đậm giá trị nhân văn nhân bản là nền tảng để xây dựng các bản hiến pháp dân chủ tiến bộ của nước pháp nước mỹ sau đó Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 179 một cũng nêu rõ, người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Trong tuyên ngôn độc lập năm 1945 của Việt Nam, từ những dòng đầu tiên, Hồ Chí Minh đã trích dẫn những câu nổi tiếng nhất trong hai bản tuyên ngôn lịch sử đó với thái độ rất trân trọng. Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo quái cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Ở đây, Hồ Chí Minh đã xuất phát từ những giá trị nhân văn cao cả, mang tính phổ quát toàn nhân loại làm cơ sở, mục tiêu cho cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam. Từ đó, người khẳng định cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam cũng là nhằm thực hiện những quyền chính đáng, thiêng liêng không ai có thể xâm phạm, là sự tiếp nối của lá cờ giải phóng dân tộc, giải phóng con người mà các cuộc cách mạng Pháp, cách mạng Mỹ đã dương cao. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sự kế thừa và mở rộng, phát triển vượt bậc những giá trị của các bản tuyên ngôn trước đó trong thời đại mới. Trong Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ, nguyên bản câu tất cả mọi người là tất cả đàn ông ông men, nguyên bản của câu đó là đặt trong bối cảnh nước Mỹ những năm cuối thế kỷ 18 khi chế độ nô lệ còn tồn tại, sự phân biệt và kỳ thị chủng tộc rất nặng nề, những người đàn ông có quyền mà Tuyên ngôn đề cập đến chỉ là những người đàn ông da trắng. Như vậy, các quyền cơ bản của con người, quyền vốn có ấy lại không dành cho tất cả mọi người mà chỉ dành cho đàn ông da trắng. Còn với Hồ Chí Minh, người khẳng định một cách rõ ràng, quyền là dành cho tất cả mọi người, không phân biệt địa vị thành phần, tôn giáo, giới tính, sắc tộc. Đó là sự mở rộng tuyệt đối, đem lại những giá trị to lớn và phù hợp với sự phát triển tiến bộ của nhân loại. Cũng từ việc khẳng định đạo lý và chính nghĩa của nhân loại, Hồ Chí Minh đã vạch trần bộ mặt giả dối, bản chất tàn bạo của chủ nghĩa thực dân Pháp. Trong tuyên ngôn độc lập, Người đã khái quát một cách sâu sắc tội ác của thực dân Pháp trong gần 100 năm cai trị ở đất nước ta trên tất cả các mặt, đặc biệt là việc chà đạp, tước đoạt quyền các quyền tự nhiên của con người, của dân tộc. Và từ đó, Người khẳng định trong thời đại mới không chỉ chế độ phong kiến chuyên chế mà chủ nghĩa thực dân với bản chất tàn bạo của nó cần được xóa bỏ để bảo vệ quyền và nhân phẩm của con người, bởi khi còn chủ nghĩa thực dân, con tình trạng dân tộc này áp bức nô dịch dân tộc khác thì chắc chắn quyền con người ở các dân tộc thuộc địa, phụ thuộc bị chà đạp, không được ghi nhận và thực hiện. Sự ra đời của tuyên ngôn độc lập thực sự là một mốc son trong lịch sử của dân tộc Việt Nam cũng như trong cuộc đấu giải phóng của các dân thuộc địa nếu hai bản tuyên ngôn của pháp và mỹ đánh dấu mốc quan trọng trong cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng con người thì tuyên ngôn độc lập báo hiệu một thời đại mới thời đại giải phóng các dân tộc khỏi ách áp bức của chủ nghĩa thực dân trên quy mô toàn thế giới thời đại của các dân tộc bị áp bức bóc lột giành lại quyền sống quyền độc lập tự do trong tuyên ngôn độc lập Hồ Chí Minh thể hiện rất rõ chủ thể của cuộc cách mạng chính là nhân dân, thành quả cách mạng đạt được do nhân dân làm ra và nhân dân là người bảo vệ thành quả đó. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ Cộng Hòa. Có thể nói, đến đây nguyên tắc chủ quyền nhân dân với ý nghĩa nhân dân là chủ thể nước Việt Nam mới của chế độ dân chủ Cộng Hòa đã được Hồ Chí Minh khẳng định rõ ràng. Hơn nữa, khái niệm nhân dân mà Hồ Chí Minh sử dụng không bó hẹp trong giai cấp, từng lớp nào mà là mọi người dân Việt Nam yêu nước, không phân biệt giới tính, địa vị, tôn giáo, giai cấp. Chế độ dân chủ cộng hòa được Hồ Chí Minh trong tuyên ngôn là chế độ thực hành nguyên tắc chủ quyền nhân dân, một cách triệt để và thực chất. Đó là chế độ lập ra từ thành quả đấu tranh của nhân dân, được xây dựng theo ý nguyện của các tầng lớp nhân dân, hướng tới mục tiêu cao cả độc lập tự do hạnh phúc cho nhân dân. Tư tưởng này của người sau đó được thể hiện rõ nét trong Hiến pháp 1946. Bản hiến pháp dân chủ đầu tiên của Việt Nam do người làm trưởng ban soạn thảo, tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam không phân biệt nội giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo. Điều 7 trong hiến pháp ghi nhận quyền chính trị của công dân. Tất cả công dân Việt Nam đều bình đẳng trước pháp luật, đều được tham gia chính quyền và công cuộc kiến quốc tùy theo tài năng và đức hạnh của mình. Nhân dân có quyền quyết định những công việc trọng đại của đất nước cũng như bãi miễn các đại biểu mình đã bầu ra. Có thể nói, ra đời sau hai bản tuyên ngôn lịch sử của nhân loại hơn 100 năm, trong bối cảnh lịch sử mới, bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam đã kế thừa, chất lọc phát triển giá trị căn cốt, mang tính bền vững và phổ quát nhất của hai bản tuyên ngôn trước đó. Với những giá trị đó, tuyên ngôn độc lập của Việt Nam không chỉ là lời tuyên bố độc lập, khai sinh cho một nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa theo đuổi mục tiêu độc lập, tự do hạnh phúc mà còn đóng góp quan trọng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người và vì hạnh phúc của con người. Quý vị thân mến, Quý vị vừa nghe bài viết tuyên ngôn độc lập, sự kế thừa phát triển những giá trị tư tưởng tiến bộ của thời đại. Bài viết được đăng trên trang tuyên giáo.vn. Chuyên mục trợ lý ảo điểm báo 18 giờ 15 phút hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong chuyên mục trợ lý ảo điểm báo lúc 18 giờ 15 phút ngày mai, 3 tháng 9 năm 2022. Thân mến chào tạm biệt.